Thưa quý vị và các bạn, với phương châm cơ quan thuế là bạn đồng hành của người nộp thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ. Trong thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã làm tốt vai trò kết nối giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp, người nộp thuế nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến kịp thời, có hiệu quả các quy định của nhà nước, giúp cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghĩa vụ thuế. Vượt qua thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo trong kinh doanh, tranh thủ nguồn lực, tích cực đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nghiên cứu thị trường và nắm bắt nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng để có những định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp. Để hỗ trợ đồng hành cùng người nộp thuế, Cục Thuế đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tập huấn đối thoại với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh. Thông qua các cuộc đối thoại, các ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp, người nộp thuế đã được cơ quan thuế tiếp nhận, tổng hợp và giải đáp, hướng dẫn kịp thời. Qua đó, tháo gỡ các vướng mắc cho người nộp thuế, giúp cho người nộp thuế thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Chúng tôi là một cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Sơn La và với một cái quy mô nó vừa và nhỏ, nhưng mà được sự tuyên truyền pháp luật của nhà nước và sự chuyển đổi số hóa và cũng đã được ngành thuế đã tạo điều kiện và hướng dẫn rất cụ thể, rất kịp thời nộp thuế, báo cáo hóa đơn, chứng từ được một cách đầy đủ. Qua các cái buổi tuyên truyền hỗ trợ nghiệp thuế thì chúng tôi nhận thấy nó được nổi lên hai cái điểm nổi bật chính. Đó là tuyên truyền một cách sâu rộng các chính sách thuế mới trong nghiệp thuế, nắm hiểu để tổ chức triển khai thực hiện. Thứ hai là giải đáp ngay được các cái vướng mắc mà trong cái tổ chức triển khai thực hiện có những vướng mắc mà cơ quan thuế cần phải tháo gỡ để cho người nộp thuế tổ chức triển khai thực hiện. Với sự đồng hành hỗ trợ kịp thời của Cục Thuế tỉnh Sơn La, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã chấp hành tốt quy định của pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, nguồn lực huy động cho ngân sách nhà nước từ các thành phần kinh tế ngày càng tăng. Chỉ tính riêng năm 2022, số thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 1.455 tỷ đồng và số thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương đạt 67,8 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Sơn La, các cái khoản thu mà do doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương đóng góp vào ngân sách địa phương chiếm khoảng 70%. Vì vậy mà cái vai trò, vị trí của doanh nghiệp hết sức quan trọng trong việc đóng góp vào cái thu ngân sách của địa phương. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị này thì ngành thuế đã chủ động phối hợp cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh triển khai kết luận 1035 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đồng hành cùng doanh nghiệp. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh cam kết sẽ tích cực phối hợp với các sở ngành cùng chung tay để tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.